Tiếp tục các hoạt động nhân dịp dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, sáng ngày 15 tháng 5 theo giờ địa phương, tiếp ông Charles K, tổng giám đốc Warburg Pincus, là một trong những quỹ đầu tư tư nhân lâu đời nhất và lớn nhất trên toàn cầu. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, việc mở rộng đầu tư của Warburg Pincus trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam là phù hợp và đúng thời điểm, và với mạng lưới khách hàng rộng lớn trên thế giới sẽ là cầu nối để đưa các nhà đầu tư Hoa Kỳ nói riêng và nhà đầu tư nước ngoài nói chung đến đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tinh thần chính phủ hành động, bản thân thủ tướng từ khi nhậm chức chưa từ chối một đề nghị đối thoại nào của doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài, chưa quên trả lời bất cứ bức thư nào doanh nghiệp gửi tới, ngay cả trong lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhất cho rằng việc mở rộng đầu tư của Warburg Pincus trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam là phù hợp và đúng thời điểm. Thủ tướng đề nghị tập đoàn nghiên cứu tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam và với mạng lưới khách hàng rộng lớn trên thế giới sẽ là cầu nối để đưa các nhà đầu tư Hoa Kỳ nói riêng và các nhà đầu tư nước ngoài nói chung đến đầu tư tại Việt Nam. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực chuyển đổi công nghệ, thị trường vốn, chuyển đổi số, năng lượng, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và miền núi phía Bắc, phát triển các dự án hạ tầng chiến lược. Trên tinh thần chân thành, tin cậy, trách nhiệm để giải quyết các vướng mắc, hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro, tuân thủ pháp luật, hai bên cùng thắng, chính phủ Việt Nam sẽ luôn đồng hành hỗ trợ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh có hiệu quả, thành công tại Việt Nam. Còn trong chiều ngày 15 tháng 5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với một số trí thức Việt Kiều và thanh niên sinh viên Việt Nam tại New York. Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng đã trả lời các câu hỏi của các đại biểu về các vấn đề quan tâm. Trả lời về chính sách giải pháp của Việt Nam để thu hút đầu tư nước ngoài, Thủ tướng cho biết Việt Nam có đường lối đúng đắn phù hợp với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước, có hệ thống luật pháp ổn định, phù hợp với thế giới, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia đẩy mạnh cải cách hành chính xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ chuẩn bị cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có các chế độ liên quan đến nhà cửa bảo hiểm để nhà đầu tư yên tâm đầu tư vào việt nam đối với việc ứng xử với người có hai quốc tịch thủ tướng cho biết đảng nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách đối với người việt nam ở nước ngoài luôn khẳng định người việt nam định cư ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc việt nam luôn tạo điều kiện và giúp đồng bào có địa vị pháp lý vững chắc ổn định cuộc sống ở nước sở tại và đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước. Đối với việc truyền thông quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam, thủ tướng cho rằng Việt Nam có rất nhiều đặc điểm đáng tự hào với lịch sử lâu đời, mặc dù có xuất phát điểm thấp sau 35 năm đổi mới, Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế uy tín quốc tế như hiện nay. Do đó, người Việt Nam ở nước ngoài hoàn toàn có thể tự hào để quảng bá hình ảnh đất nước. Kết thúc đối thoại, thủ tướng cho biết trải qua nhiều thăng trầm, trên tinh thần gác lại quá khứ, hướng đến tương lai Quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ đang phát triển tốt đẹp. Thủ tướng mong muốn bằng chính cuộc sống, việc làm, mỗi người Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục khẳng định giá trị con người Việt Nam trên đất Hoa Kỳ, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa Việt Nam, tiếp tục đóng góp cho gia đình, cho tổ quốc, làm cầu nối vun đắp cho quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ trên nguyên tắc tôn trọng, công bằng, công lý vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển. Ngày 15 tháng 5 theo giờ địa phương tại thành phố New York Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bạn bè Hoa Kỳ ủng hộ nạn nhân gia cam Việt Nam. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng mong những người bạn Hoa Kỳ có giải pháp tích cực, hiệu quả hơn, tiếp tục vận động và có các chương trình công việc cụ thể thúc đẩy khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam, trong đó có khắc phục hậu quả chất độc da cam dioxin, giả phá bom mìn, tìm kiếm hải cốt liệt sĩ. Theo đó, Thủ tướng đề nghị các bạn lựa chọn các lĩnh vực, vấn đề, chương trình phù hợp hiệu quả, làm việc nào rất điểm việc đó để hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam như tẩy độc tại sân bay Biên Hòa, hỗ trợ sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng chất độc da cam, hỗ trợ xét nghiệm ADN để xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tiếp bạn bè cánh tả Hoa Kỳ, Thủ tướng đề nghị các bạn Hoa Kỳ tiếp tục phát huy, đóng góp nhiều hơn nữa, vun đắp cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trên tinh thần tôn trọng thể chế, tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau và như mong muốn của Hoa Kỳ đối với Việt Nam là hùng mạnh, thịnh vượng, độc lập vì hòa bình ổn định phát triển trên thế giới thủ tướng cũng trả lời các câu hỏi liên quan đến các vấn đề thế giới và quan hệ hai nước thủ tướng khẳng định việt nam tôn trọng độc lập chủ quyền của các nước bày tỏ sự đoàn kết quốc tế vì dân chủ công bằng tiến bộ xã hội vì hòa bình an ninh an toàn ổn định ở khu vực và trên thế giới